Cao Thắng Phong, xin kính chào quý khách. Xin kính chào quý khách, em tên là Nguyễn Công Thanh, là chuyên viên tư vấn bán hàng của Cao Thắng Kho. Ngày hôm nay thì em sẽ giới thiệu đến tất cả quý khách về cái phiên bản Transit Limousine 10 chỗ, bản trung cấp bên em. Em xin mời quý khách đi theo em. Nó sang trọng hơn nè. Ở dưới đây thì mình cũng ốp thêm một cái miếng ốp nhựa ở đây nữa, trong cái khéo màu so với lại cái màu đen, thì trong cái xe của mình nó sẽ ngầu hơn và nó sẽ sang trọng hơn. Bên cạnh đó thì và cái phần mà tem của mình, tem của mình đó, thì ở đây phía trước đầu xe chị có thể nhìn phía trên thì có thể thấy được cái chữ Auto Kingdom. Đó là cái doanh nghiệp mà bên hiện tại bên công ty đang kết hợp cùng với Auto Kingdom để đóng thành một chiếc xe lưu sinh chỗ này. Thì cái Auto Kingdom này thì anh chị cũng có thể là thay thế bằng cái tên doanh nghiệp hay là tên cá nhân của cái nhà xe của mình cũng được. Dạ. Về bên phía bên hông, về phía bên hông xe á, về phần bên hông xe của Transit Limousine thì anh chị cũng có thể thấy ở đây thì Limousine được trang bị một cái đường vân như thế này để dập nổi những cái tên như là Auto Kingdom, hay là anh chị cũng có thể thay thế bằng cái tên của hãng nhà xe của mình hay là tên công ty doanh nghiệp của mình cũng được, có thể thay thế luôn. Thì những cái bộ tem như thế này là chị hoàn toàn có thể thay thế bằng cái tên doanh nghiệp của mình luôn, thì trong cái xe nó nhìn nó sẽ sang trọng hơn. Ngoài ra thì trên cái bản trung cấp này của mình á, thì bốn cái mâm của xe được trang bị bốn mâm đúc, kính của mình là kính liền các bạn các chị. Đó, như đây anh chị cũng có thể thấy nè, đây là của mình là bốn mâm đúc của phiên bản luxury luôn, phiên bản cao cấp. Bây giờ anh sẽ tiếp tục giới thiệu đến tất cả các anh chị về cái khoang tài xế. Rồi, xin mời chị. Về phía khoang tài xế, khi mà mình mở cửa ra thì anh chị cũng có thể thấy, đối với những Transit bình thường á, thì những cái ốp như thế này nó là vẫn là ốp nhựa, nhưng đối với phiên bản Limousine cao cấp bên đây, trung cấp bên đây á, thì bên khanh có trang bị thêm giả gỗ trên trong cho cái xe của mình, nó sang trọng hơn và gọi là nó VIP hơn. Đó nha. Ở đây thì anh chị cũng có thể thấy là cái phần vô lăng của mình được bọc một cái lớp giả gỗ vô, vân giả gỗ luôn. Nhìn cái xe của mình nó sẽ, cái vô lăng của mình nó sẽ chắc chắn hơn và nó sẽ sang trọng hơn. Bên cạnh đó thì anh chị cũng có thể thấy được là cái dàn màn hình tốp lô của mình được nguyên cái phần màn hình tốp lô trên đây. Có thể thấy là cái hiện tại á, thì tài xế mình, khi mà tài xế ngồi trên xe thì tài xế có thể là điều khiển được tất cả những cái hệ thống đèn hay là âm thanh cho khoang hành khách phía sau. Thì anh chị cũng có thể thấy ở đây là mình có một cái nút là tắt và mở TV. Thì đối với cái bản trung cấp này thì mình có trang bị một cái TV 17 inch, nên là vị trí tài xế cũng có thể là tắt hoặc là mở điều khiển cái TV ở phía sau. Bên cạnh đó thì có một số cái tính năng kèm theo, đó là ví dụ như là đèn chiếu sáng. Thì cái này, những cái tính năng đèn như thế này trang trí cho mình khi mà xe của mình đi vào buổi tối thì mình có thể là trang trí cho xe nó sẽ lung linh hơn. Về đèn chiếu sáng ở đây thì mình, bên cạnh đây mình có thêm là đèn trang trí, và khi nào ví dụ là hành khách phía sau mà muốn thư giãn, mình muốn ngủ thì mình có thể là bật đèn ngủ. Cái này á thì trên và phía trên trần sẽ được ốp vân giả gỗ, trong cái xe của mình nó rất là sang trọng luôn. Bản này so với bản cơ bản thì cái bản cơ bản của mình nó sẽ không có cái vấn đề là ốp như thế này nha các bạn. Rồi, bây giờ thì Khanh sẽ giới thiệu đến tất cả các anh chị và các bạn về cái khoang hành khách phía sau. Thôi, mình cùng tìm hiểu phía sau nha. Để mình trải nghiệm cái khoang hành khách phía sau nha. Rồi. Chị cũng có thể thấy á, bên trên cái bản trung cấp của mình thì mình được trang bị một cái TV 17 inch.
Thì cái tivi này giúp cho cái hành khách phía sau của mình có thể là thư giãn, mình có thể là xem hài hay là xem phim hay là xem ca nhạc gì đó trong cái quá trình mà mình trên một chuyến hành trình mình đi chơi hay như nào, mình đi dã ngoại gì đó. Nó được trang bị hai cái lo để đủ khả năng để hành khách ngồi phía trong xe để mình cảm nhận được cái âm thanh nó tốt như thế nào. Bên cạnh đó thì trên cái bảng trung cấp mình được trang bị thêm một cái bày ba nhỏ ở đây. Thì cái bày ba này cho phép là chúng ta có thể là để được hộp khăn giấy và hai chai nước bên đây cho những vị khách ngồi phía trước. Ngoài ra thì hai hộp này mình có thể là để được tạp chí đó. Thì cái bảng này thì mình được trang bị thêm cái vách ngăn như thế này á, thì trong cái xe của mình nó sẽ sang trọng hơn. Ngoài ra thì tất cả cái ghế hành khách của mình trên xe mình được trang bị đều là da cao cấp, và tất cả những hàng ghế phía sau á thì nó đều có tính năng là quạt lưng làm mát cho tất cả hành khách phía sau. Hiện tại thì mọi người cũng đang ngồi trên cái khoang hành khách, thì không biết là anh chị có anh chị nào mình cảm thấy nó không thoải mái hay như thế nào không, em có thể là hướng dẫn về cái ghế của mình kỹ hơn để anh chị có thể là chủ động được cái việc là ngã lưng hay là bật cái bàn để chân lên như thế nào đó. Riêng chị Thấm nè, thì không biết là chị mình ngồi như thế nào, chị mình cảm nhận như thế nào. Chị thấy gì nó được rồi đó em, nhưng mà cho chị hỏi chút xíu là không biết cái ghế này là mình có thể thay đổi những vị trí như thế nào, em có thể chỉnh được không? Dạ được chị. Thì hiện tại ghế này của mình thì có tính năng là mình có thể ngã lưng ra và mình có thể là bật cái bàn để chân lên, thì em sẽ tiến hành làm cái tư thế đó để cho chị xem ha. Mình nếu mà mình ngã chân ra thì chị Thấm có thể bật ở đây. Đó, thì mình sẽ ngã lên như thế này. Rồi, còn cái bàn để chân của mình thì mình có thể là dùng tay để mình kéo lên, kéo nhẹ lên để mình ghé cái chân, ghé cái điểm tựa cái chân của mình vô cái điểm tựa này, thì trong quá trình mình đi xa đỡ mỗi chân. Dạ. Ngoài ra thì trên ghế của mình á có thêm một cái tính năng là làm mát lưng. Thì cái làm mát lưng đó thì khi mà chị nhấn ở bên đây bên hông nè, nó có một cái nút nhỏ như thì nó bằng mát lưng đi, mát lưng thì mình có một cái nút nhỏ bên hông này, thì chị có thể nhấn vào đây thì nó sẽ bật cái tính năng mà quạt lưng, nó làm cho mình cái lưng của mình nó thoải mái, nó mát hơn đó. Ngoài ra thì về cái khoang hành khách phía sau của mình nó có tới 7 ghế, nhưng mà hiện tại 4 ghế phía trước thì mình có tính năng là có thể trượt lên trượt xuống được. Ví dụ như cái ghế hàng ghế đầu tiên của chị Thấm đi, khi mà chị lên đây chị mà khi mà mình ngồi xong thì tất nhiên sẽ có người ở đằng sau, họ sẽ đi về phía sau, thì chị cũng có thể là chủ động để mình trượt cái ghế lên để trừ một cái khoảng trống phía sau này để cho hành khách kế tiếp người ta đi lên nó sẽ dễ dàng hơn. Thì đó là cái điểm lợi của cái hàng ghế phía trước. Giờ Khanh sẽ giới thiệu đến tất cả các bạn và các anh chị về cái hệ thống chiếu sáng trên phiên bản trung cấp này luôn. Thì trước tiên thì Khanh sẽ giới thiệu đến cái tính năng là đèn chiếu sáng trước để các bạn và các anh chị có thể xem rõ luôn. Thì đây là đèn chiếu sáng trên xe đó. Thì khi mà ví dụ như mình đi trong tối, buổi tối thì mình có thể là đọc sách hay gì đó, thì anh chị có thể là bật cái hệ thống đèn chiếu sáng lên để nó hỗ trợ cho mình việc soi sáng để mình đọc sách. Rồi mình nếu mà khi mà mình đi mà một quãng đường xa, ví dụ như mình muốn thư giãn thì kia mình không muốn đọc sách nữa, thì anh chị có thể là bật qua cái tính năng là đèn trang trí, thì lúc đó cái đèn của mình nó sẽ nhu hơn, cái ánh sáng nó sẽ yếu hơn so với lại cái đèn chiếu sáng ban đầu. Còn thí dụ như là mình đi, nếu mà mình đi khoảng đường mà nó dài quá đi, thì mình muốn có một cái khoảng thời gian để mình nghỉ ngơi xíu, mình nhắm mắt một xíu, thì anh chị cũng có thể là bật cái đèn ngủ lên thì anh chị cũng có thể hạ rèm xuống. Thì cái rèm này của mình nó có tác dụng là về ban ngày á, thì nó có tác dụng là khi mà anh chị đi vì ánh sáng ngoài nó rọi vô thì mình nắng ngoài nó hắt vô thì mình có thể hạ xuống để làm mát về cái phía trong cho mình. Còn ban đêm thì mình cũng có thể hạ xuống để mình cũng tránh được những cái ánh đèn xe ở ngoài nó rọi vô, để cho mình thư giãn, mình ngủ nó thoải mái hơn. Và ngoài ra thì cái hệ thống rèm của mình nó được trang bị ở đây là hệ thống rèm cao cấp được nhập khẩu từ Mỹ, có thể là bớt đi được những ánh đèn về ban đêm rọi vào xe của mình để mình ngủ được thoải mái hơn. Còn ban ngày thì nó có thể hỗ trợ cho chúng ta về vấn đề là không phải chiếu ánh sáng vào nhiều. Đối với rèm trên bảng limousine của bên Sài Gòn Ford Cao Thắng á, thì bên tụi em rèm này được mình nhập khẩu từ Mỹ luôn nha anh chị, nhập khẩu từ Mỹ. Thường thì rèm này mình được trang bị trên những cái du thuyền cao cấp và trên máy bay, nhưng mà bên tụi em thì mình dùng để mình trang bị trên tất cả những dòng limousine bên em luôn. Bên cạnh đó thì anh chị cũng có thể thấy về cái phần lót sàn của mình thì được trang bị một cái
một cái lốp sàn gỗ, giả gỗ cao cấp được nhập khẩu từ Hàn Quốc luôn nha anh chị. Và cái phần mà giả gỗ này á thì nó có tính năng là chống cháy luôn. Thì nó rất là dẻo, tại vì nó làm bằng một cái loại là nhựa dẻo cao cấp chống cháy luôn nha anh chị. Thì cái nhựa dẻo cao cấp này á, nó có tính năng là đàn hồi rất là tốt. Thì trong quá trình mà cái xe của mình nó vận hành, thì khi mà vận hành như thế, nếu mà mình ốp cái gỗ thật lên thì nó sẽ bị, trong thời gian nó bị nhót đi và nó sẽ bị bong chóc lên dễ dàng. Còn cái ốp sàn gỗ này thì nó cái tuổi thọ của nó sẽ cao hơn. Ở trên cái chiếc limousine bản trung cấp này, ở tất cả mọi hàng ghế của hành khách phía sau thì mình được trang bị một cái cổng sạc USB sạc điện thoại 12V. Bên đó thì mình có thêm là một cái nút để quẹt quẹt lưng phía sau. Đó, như anh chị cũng có thể thấy, đây Khanh có thể nhắn thử cho anh chị xem nè. Mình nhấn vô như thế này thì có thể là cái hệ thống mà quạt lưng nó sẽ hoạt động, thì nó giúp cho cái lưng của mình nó sẽ mát hơn. Bên cạnh đó thì ở đây mình cũng được trang bị thêm một cái ngăn để mình đẩy nước hoặc là để những cái điện thoại, giấy tờ cần thiết của hành khách ngồi phía sau. Bên cạnh đó thì mình cũng có trang bị thêm một cái đồng hồ ở trên xe, trông rất là đẹp, rất là cao cấp luôn nha anh chị. Đó, mình ngồi ở khoang hành khách mình cũng có thể là mình xem được giờ. Mình xem được giờ luôn. Rồi những cái đường vân, những cái đường vân ở trên hai bên thành xe của cái bản trung cấp này mình được ốp vân giả gỗ, sơn giả gỗ, trông rất là sang trọng và bắt mắt. Đó, anh chị cũng có thể thấy. Và mình có thể nhìn lên phía trên một tí thì anh chị cũng có thể thấy ở đây là một cái lớp da lộn cao cấp, rất là mềm anh chị. Trong cái xe của mình nó rất là sang luôn. Như Khanh đang ngồi ở đây nè, cái hàng ghế Khanh đang ngồi ở đây thì hiện tại trên ghế của mình là được bọc một cái lớp da cao cấp, được nhập khẩu hoàn toàn luôn. Lớp da này rất là mềm mại và rất là sang trọng. Cảm giác Khanh ngồi rất là thoải mái luôn anh chị. Chị thì nãy giờ Khanh cũng đã giới thiệu bên ngoài cũng như là bên trong nội thất của cái chiếc limousine 10 chỗ. Về sản phẩm co trên chiếc limousine 10 chỗ bên Khanh thì quý vị và các bạn cũng có thể là liên hệ trực tiếp số hotline của đại lý bên Khanh luôn là 0908 735500, hoặc có thể là truy cập trực tiếp website chính thức của caothangkho.com.vn để mình có thể là liên hệ để mình cập nhật về giá, về thông tin về sản phẩm. Cao Thắng Kho tọa lạc tại số 61A Cao Thắng, phường 3, quận 3. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn và các anh chị trong những video tiếp theo.